Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con cưng cụ tổng đưa vào bộ sậu tỉnh Khánh Hòa nhập Lào. Trong giới bất động sản Việt Nam, tên tuổi đại gia Lê Thanh Thản chưa chắc gì vượt trội qua Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết. Tuy nhiên, về quyền lực ngầm thì có thể nói cho đến nay chưa ai được như ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Cũng cho đến nay chưa có tập đoàn nào dính nhiều sai phạm làm cơ quan chức năng vào cuộc và tiến hành khởi tố nhưng lại không dám bắt giữ nhân vật chính như đại gia Lê Thanh Thản. Ông Thản đã hai lần bị cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội khởi tố. Lần thứ nhất là vào tháng 7 năm 2019, ông Thản bị công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án khởi tố bị can vì tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, ông Đoàn Duy Khương, giám đốc công an thành phố Hà Nội lúc đó không dám ký luận bắt. Ký lệnh khởi tố mà không dám ký lệnh bắt nên không thuận lợi điều tra. Khởi tố mà không bắt người để điều tra nên đến 3 năm sau, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội mới ra được bản cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản. Vào ngày 23 tháng 4, sau đó một phiên tòa được dựng lên để xét xử ông Lê Thanh Thản vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, khi ông Lê Thanh Thản đến tòa thì không lâu sau tòa cho hoãn xử và trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra, mà không biết đến khi nào mới xử lại. Nguồn tin riêng của Thời báo.de cho biết, cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã rất vất vả suốt 3 năm để điều tra ông Lê Thanh Thản, nhưng không nắm giữ được nghi phạm trong tay nên khó khai thác, mặc dù nghi phạm chính thì chẳng trốn đi đâu, vẫn ung dung sống trong biệt phủ của ông ấy. Vì thế mà công tác điều tra không những kéo dài mà hồ sơ điều tra lại không chặt chẽ. Cho nên khi ra tòa, tòa án vin vào lý do hồ sơ còn chưa chặt chẽ mà trả hồ sơ về lại cho cơ quan điều tra. Điều này là được một số người đánh giá là tòa án ngại ra phán quyết đối với ông Thản, nên họ đá quả bóng ngược lại cho cơ quan điều tra làm tiếp. Có người thì nhận xét nếu bị cáo là người mà chính quyền cho là phản động thì dù không có tội, họ cũng ghép cho thành có tội một cách dễ dàng. Nhưng với Lê Thanh Thản thì tội sờ sờ ra đó, nhưng cả công an và tòa án đều ngại và đùn đẩy cho nhau. Đấy là quyền lực ngầm của đại gia Lê Thanh Thản. Đến các cơ quan tố tụng Hà Nội còn ngại động chạm, thì có lẽ các cơ quan cấp tỉnh đều là cửa dưới đối với vị đại gia có biệt danh là điếu cày này. Cho nên nếu Mường Thanh làm sai thì chỉ có quan chức dính, chứ ông Lê Thanh Thản vẫn ung dung. Cả bộ sậu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bị bắt, nhưng Lê Thanh Thản vẫn không hề hấn gì. Vào ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội vi phạm quy định về sự quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án Mường Thanh - Viễn Triều của đại gia Lê Thanh Thản. 9 bị can bị khởi tố, trong đó có cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đào Công Thiên, 5 cựu giám đốc sở, 1 phó chi cục thuế tỉnh và 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Nói chung là gần như toàn bộ sậu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đều dính hết, nhưng điều đáng nói là đại gia Lê Thanh Thản vẫn chẳng hề hấn gì. Lá bùa nổi tiếng của ông Thản do cụ tổng ban tặng. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Lê Thanh Thản là ai mà cả bộ máy tố tụng thành phố Hà Nội không dám động vào? Lê Thanh Thản là ai mà làm cho cả bộ sậu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bị bắt giam? Át hẳn phải có một thế lực cực lớn đứng chống lưng, nếu không ông Lê Thanh Thản đã vào bị bắt giam như Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết từ lâu rồi. Người được cho là đã đứng sau lưng ông Thản không ai khác là cụ tổng nổi tiếng. Có thể nói Mường Thanh là đứa con cưng của cụ tổng, chứ chẳng phải là con cưng riêng của Lê Thanh Thản. Bởi bản thân Lê Thanh Thản chỉ là doanh nhân, làm sao đổ sức và lực khiến cho các cơ quan cấp tỉnh phải dưới cờ ông ta được. Có người còn nói đùa cụ Thản là con cưng cụ tổng, nên cụ Thản mới thanh thản đến như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Con cưng cụ tổng đưa bộ sậu tỉnh Khánh Hòa nhập trại.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chót làm liều, giờ trưởng Nam, nhà Ba Dũng thừa nhận thất bại. Khi mới lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị đã thể hiện mình là một bộ trưởng năng động. Tuy nhiên, dường như ông Nghị không biết đến đâu là giới hạn, nên đã đá lộn sân sang lĩnh vực thuộc về Bộ Tài chính của ông Hồ Đức Phước. Vào năm 2022 là một năm sóng gió của thị trường trái phiếu, với việc bắt giữ các đại gia như Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh, Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát, v.v. Và có thể nói thị trường trái phiếu là ống nhọt lớn nhất của thị trường tài chính vào năm 2022. Và năm ngoái, ông Nguyễn Thanh Nghị còn muốn đá lộn sân sang ngành tài chính. Còn nhớ vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, trong cuộc họp với chính phủ do ông Phạm Minh Chính chủ trì, ông Nguyễn Thanh Nghị đã bồi cho ông nhọt Bộ Tài chính một cú đấm mạnh. Ông Nghị đã đề nghị trước mặt ông Phạm Minh Chính rằng phải kiểm soát chặt trái phiếu bất động sản, đặc biệt là trái phiếu riêng lẻ. Lẽ ra những lời này ông Nghị nên để cho ông Phạm Minh Chính nói, chứ ông Nghị không nên nói vì đó không phải là lĩnh vực của ông Nghị chịu trách nhiệm. Có thể nói Nguyễn Thanh Nghị là một bộ trưởng năng động nhất so với các vị tiền nhiệm. Hầu hết các bộ trưởng trước lên ngồi ghế mà chẳng ra chính sách gì gây tiếng vang. Riêng ông Nguyễn Thanh Nghị thì lập ngay dự án xây nhà dành cho người có thu nhập thấp. Dự án này rất lớn, nó lên đến 1 triệu căn nhà ở xã hội. Nếu ở trong một nước dân chủ đề cao tính minh bạch và bộ máy trong sạch, thì dự án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội là không khó. Tuy nhiên, với một bộ trưởng ở một chế độ thối nát như nước Việt Nam thì chỉ có thể nói đây là nhiệm vụ bất khả thi. Những gì nước ngoài làm được thì rất khó để cho Việt Nam làm được, vì bản chất của nhà nước này là nhà nước tham nhũng. Cho nên chính sách xây 1 triệu căn nhà ở xã hội rất khó khăn trong hoàn cảnh này và gần như không thể. Có thể nói đây là canh bạc mạo hiểm mà ông Nguyễn Thanh Nghị đã chơi. Nếu thành công thì ông Nghị sẽ gây được tiếng vang lớn, nhưng rất tiếc cửa thất bại luôn cao hơn cửa thành công. Bởi đặc thù của bộ máy chính quyền này đã gây ra muôn trùng khó khăn. Dự án đầy tham vọng của ông Nguyễn Thanh Nghị. Dự án được chuẩn bị rất kỹ càng. Ông Phạm Minh Chính cũng đứng ra chỉ đạo liên ngành triển khai gói cho vay 120.000 tỷ đồng để kích cầu. Tuy nhiên, vấn đề là gói vay này rất khó đến được với người dân có thu nhập thấp. Trong dịch Covid đã cho thấy, hầu như những gói cứu trợ chính phủ triển khai đều bị nghẽn. Đến tay người dân không được bao nhiêu cả. Với bộ máy như vậy thì gói 120.000 tỷ đồng cũng sẽ bị nghẽn là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Điều khó khăn nhất hiện nay là giá nhà trung bình đã vượt quá xa so với mức thu nhập của người trung lưu. Hiện tại, trung bình người dân Việt Nam phải làm mất 57 năm lao động mới có thể mua được nhà. Cho nên, nhà 2 tỷ đồng mỗi căn gần như đã tuyệt chủng. Vậy thì xây nhà dưới 1 tỷ đồng mỗi căn làm sao thực hiện cho được? Nếu nhà nước trợ giá thì thành phần đầu nậu cũng sẽ tìm mọi cách để mà thâu tóm hết, để bán lại cho bằng giá thị trường nhằm kiếm lời lớn. Có thể nói gần như chẳng có cơ hội nào cho người có nhu cầu thực sự, đấy là những người nghèo. Mới đây trên báo, ông Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận rằng thủ tục thì rườm rà, ngân sách chưa bố trí đủ vốn ưu đãi v.v. là những nguyên nhân khiến cho chính sách nhà ở xã hội chưa phát triển mạnh, dù nhu cầu của người dân là rất cao. Nói đơn giản là ông Nghị đã thừa nhận những khó khăn của dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội mà ông đang rất tâm huyết. Thất bại đã hiện lên ngay trước mặt. Vấn đề của dự án là 1 triệu căn nhà ở xã hội do Nguyễn Thanh Nghị khởi xướng. Chúng tôi đã có bài phân tích và đánh giá tùy vào từng giai đoạn. Tuy nhiên, quan niệm của chúng tôi khá rõ về dự án này, đó là khả năng thất bại rất cao bởi những yếu điểm cố hữu trong bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản, nên không cho phép chính sách này
thành công được. Ông Nguyễn Thanh Nghị dù có tây học và lãnh đạo đúng ngành thì ông cũng đành bó tay mà thôi. Cái cách mà bộ máy chính quyền này vận hành bao lâu nay là như thế, không thay đổi được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Chót làm liều, giờ trưởng Nam nhà Ba Dũng thừa nhận thất bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.